Bức thư thứ 23, tinh thần hợp tác. Ngày 16 tháng 5 năm 1901, John thân mến, cuối cùng thì con và ông Morgan cũng nắm tay nhau rồi. Đây là cú bắt tay vĩ đại nhất trong lịch sử kinh tế Mỹ. Bố tin rằng các thế hệ tương lai sẽ phải ghi nhớ khoảnh khắc tuyệt vời này. Bởi vì như tờ Wall Street đã nói, một siêu chiến hạm do các ông trùm phố Wall và các ông trùm dầu mỏ chế tạo đã ra khơi, nó sẽ không thể ngăn cản và sẽ không bao giờ chìm. John, con có thể biết được cái này gọi là gì không? Đây là sức mạnh của sự hợp tác. Hợp tác có thể là một sự yếu kém hoặc đáng xấu hổ trong mắt những người kiêu ngạo. Nhưng theo bố, hợp tác luôn là một lựa chọn thông minh, miễn là nó có lợi cho con. Bây giờ, bố thực sự muốn con biết sự thật rằng, nếu không phải là Chúa đã hoàn thành đại nghiệp của bố, ngày hôm nay bố nghĩ rằng có 3 lý do chính. Lý do thứ nhất đến từ việc hành động theo các quy tắc. Điều này cho phép các công ty có thể hoạt động mãi mãi. Lý do thứ hai đến từ sự cạnh tranh tàn khốc và không ngừng. Nó sẽ làm cho mỗi cuộc cạnh tranh trở nên hoàn hảo hơn. Lý do thứ ba đến từ sự hợp tác, cho phép mình đạt được lợi ích và gia tăng sức mạnh. Lý do tại sao bố có thể chạy trước các đối thủ cạnh tranh là bố rất giỏi đi tắt đón đầu khi làm việc với mọi người. Tại mỗi điểm dừng trong quá trình tạo ra sự giàu có của bố, con có thể thấy dấu hiệu của sự hợp tác. Bởi vì từ ngày bước chân vào xã hội, bố đã biết rằng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, miễn là có cạnh tranh, không ai có thể một mình chiến đấu, trừ khi tự mình muốn tìm đường chết. Người thông minh sẽ hình thành quan hệ hợp tác với người khác, bao gồm các đối thủ cạnh tranh, sử dụng sức mạnh của người khác để khiến bản thân tồn tại hoặc trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, bố có thể đưa ra một giả định rằng điều đó có khả năng trở thành hiện thực. Nếu chúng ta không nương tay với ông Morgan, chắc chắn hai bên sẽ đánh nhau. Đối thủ của chúng bố là ông Carnegie sẽ ngư ông đắc lợi. Xu hướng của ngành luôn là độc quyền, nhưng bây giờ ông Carnegie chắc hẳn phải tim đập chân run. Con thử nghĩ mà xem, ai có thể yên tâm khi đối thủ đi săn trên lãnh thổ của mình, trừ khi anh ta là người chết nằm trong lấm mồ. Hợp tác có thể chấn áp đối thủ hoặc đẩy đối thủ ra khỏi trò chơi để đạt được mục đích của bản thân. Nói cách khác, hợp tác không nhất thiết có nghĩa là theo đuổi chiến thắng. Thật không may, chỉ có một số ít người hiểu được bí mật này. Tuy nhiên, sự hợp tác không giống như tình bạn, tình yêu và hôn nhân. Mục đích của hợp tác không phải để đạt được tình cảm, mà là để đạt được lợi ích, và càng nhiều lợi ích càng tốt. Chúng ta nên biết rằng, thành công phụ thuộc vào sự hỗ trợ, hợp tác của những người khác. Có một khoảng cách giữa mong muốn của chúng ta và chính chúng ta. Nếu chúng ta muốn thu hẹp khoảng cách này, phải dựa vào sự hỗ trợ và hợp tác của những người khác. Tất nhiên, bố sẽ không bao giờ từ chối thiết lập tình bạn với các đối tác kinh doanh. Bố tin rằng tình bạn dựa trên kinh doanh sẽ tốt hơn nhiều so với kinh doanh dựa trên tình bạn. Ví dụ, sự hợp tác của bố với ông Henry. Henry là người bạn tâm giao lâu đời của bố và là trợ thủ đắc lực nhất. Khi bố thành lập liên minh với ông ấy cho bố nhiều thứ hơn chỉ là đầu tư. Ông ấy là sự hỗ trợ tinh thần và là trí tuệ của bố. Henry giống như bố, không bao giờ tự mãn và ngừng tham vọng. Ước mơ của ông ấy là trở thành ông chủ của ngành công nghiệp dầu mỏ. Cho đến bây giờ, bố vẫn nhớ tình huống bọn bố bắt đầu hợp tác. Khi đó, ngoài việc ăn và ngủ, bọn bố gần như không thể tách rời. Bọn bố luôn cùng nhau làm việc, cùng nhau suy nghĩ, lập kế hoạch, truyền cảm hứng cho nhau và quyết tâm hết mình. Thời gian đó, nó giống như một tuần trăng mật, một kỷ niệm luôn khiến bố cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay, trải qua hàng chục năm, bọn bố vẫn thân thiết như anh em, và bố sẽ không bao giờ đánh đổi mối quan hệ này với bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao bố bảo con gọi ông ấy là chú Henry thay vì ông Henry. Bố không bao giờ cố gắng mua hoặc bán tình bạn, bởi vì tình bạn không thể mua được bằng tiền. Đằng sau tình bạn là sự ủng hộ thực sự. Lý do khiến bố có sự hợp tác và tình bạn mãi mãi với Henry không chỉ vì bọn bố cùng theo đuổi lợi ích, mà quan trọng hơn, bọn bố đều là những người có kỷ luật bản thân nghiêm khắc. Bọn bố đều biết cách khiến người khác đối xử với mình một cách tôn trọng. Những điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, vừa là quy tắc ứng xử, vừa là thái độ hợp tác khôn ngoan của bố. Vì vậy, bố không bao giờ bắt nạt những đối thủ yếu của mình bằng tiền, và bố luôn sẵn sàng nói chuyện với họ theo kiểu chân thành, thân thiết. Bố không tỏ ra thái độ độc đoán để lấn át họ. Nếu không, bố có thể phá hỏng sự hợp tác của chúng ta và ngăn cản bố đạt được mục tiêu. Tất nhiên, khi bố gặp những người kiêu ngạo, bố không bao giờ ngại làm nhục anh ta. Ví dụ, bố đã từng dạy ông Vanderbilt, chủ sở hữu của công ty đường sắt trung tâm New York. Vanderbilt sinh ra trong một gia đình quý tộc, có thành tích quân sự trong nội chiến và được hưởng danh hiệu tướng lĩnh. Tuy nhiên, ông ấy coi vinh dự trên chiến trường là vốn liếng vô tận của cuộc đời mình và nghĩ rằng ông ấy có thể kiểm soát bọn bố bằng cách nắm giữ quyền lực trong ngành vận tải trong ngắn hạn. Một lần, Henry đến gặp ông ta để nói chuyện về phương tiện vận tải hàng hóa, nhưng ai lại biết ông ta kiêu ngạo nói rằng: "Chàng trai trẻ, anh muốn nói chuyện với tôi ư? Hãy học hành tử tế hơn đi." Henry cố nén giận, nhưng khi trở lại văn phòng, chiếc ống đựng bút xinh đẹp của anh ta đã bị đập vỡ ra từng mảnh. Bố vội vàng an ủi: "Henry, quên đống rác đó đi, tôi sẽ lấy lại phẩm giá cho anh." Thời gian sau, khi công ty chúng ta phát triển, Vanderbilt nóng lòng muốn làm ăn với bọn bố và mời bọn bố đến thương lượng với ông ta. Bố sai người nói với hắn: "Được, nhưng ông phải đến văn phòng của chúng tôi để nói chuyện." Quả nhiên, vị tướng quân này quen thói ngang bướng với người khác, nhưng bố đã dạy cho ông ta một bài học. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể cúi đầu gặp người trẻ tuổi kém hơn ông ta 40 tuổi, đồng thời phải phục tùng những điều kiện mà hai người trẻ tuổi đưa ra. Bố nghĩ ngay lúc đó, tướng quân Vanderbilt đã hiểu ra một chân lý: hãy đối xử tốt với người khác khi trèo lên, bởi vì anh còn phải gặp tôi khi trèo xuống con dốc. Bố ghét đối xử tàn bạo với mọi người, bố thích nhẫn nại và dịu dàng hơn. Giá trị của cấp dưới và đồng nghiệp là giúp đỡ nhau để đạt được mục tiêu. Bố biết rằng con có thể mua nhân tài bằng tiền, nhưng con không thể mua được sự trung thành của họ.
nếu con tôn trọng nhân tài, anh ấy sẽ hết mình vì con. Đây là cách bố xây dựng đội ngũ quản lý hiệu quả. Nhưng có một nhận định sai, con chỉ muốn hợp tác với những người tốt. Đừng, hợp tác không phải là vấn đề của người tốt hay người xấu, mà là vấn đề của lợi ích và lợi ích. Không có liên minh nào lâu dài mãi mãi, hợp tác chỉ là một chiến thuật lợi nhuận. Khi môi trường thay đổi, chiến thuật sẽ được thay đổi tương ứng, nếu không con sẽ thua. Thực tế khó khăn, con phải cứng rắn hơn, nhưng rõ ràng con phải trở thành một người tốt. John, bản chất của cuộc sống là đấu tranh và cạnh tranh, chúng rất thú vị. Tuy nhiên, khi chúng phát triển thành xung đột, chúng thường phá hoại ghê gớm. Hợp tác kịp thời có thể hóa giải chúng. Bố yêu của con.